với chiếc inverter nhỏ gọn trên tay như thế này, hoàn toàn chúng ta không sợ cúp điện nha, không sợ cúp điện. Chỉ cần một cái chiếc ắc quy xe máy bình thường như thế này là chúng ta hoàn toàn có thể là tạo ra những nguồn điện 220V phục vụ cho chúng ta sạc laptop nè, sạc điện thoại nè, cũng như là sử dụng cho modem wifi, rất là tiện dụng luôn, rất là nhỏ gọn. Với cái inverter nhỏ gọn như thế này là chúng ta hoàn toàn không sợ cúp điện trong những ngày mà chúng ta đang làm việc nè, đang dạy học, hoặc là cho các em nhỏ đang học online, thì chiếc inverter này sẽ phát huy tối đa cái hiệu quả của mình. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm hết sức là độc đáo và hết sức là tiện dụng dành cho những ngày cúp điện. Đó chính là một cái chiếc inverter 220W dùng điện 12V. Thì trong những ngày cúp điện, chẳng hạn như là khi chúng ta đang cho các em nhỏ đang học online cúp điện, thì wifi ở nhà cũng cũng cúp, rồi cái điện thoại của chúng ta, cái laptop của chúng ta có thể là sử dụng 1-2 tiếng rồi sau đó là hết pin luôn, thì chúng ta hoàn toàn không thể nào mà thực hiện những cái công việc đó. Đặc biệt là các thầy cô giáo đang dạy cho học trò thì cúp điện, thì khi đó cái inverter này nó sẽ phát huy tối đa cái hiệu quả của mình. Chỉ cần một cái chiếc ắc quy bé xíu như thế này thôi, đây là chiếc ắc quy xe máy, chúng ta sẽ kết nối với cái inverter này vào, và chúng ta lưu ý là kết nối đúng âm dương nha. Đây là cực âm nè, chúng ta kết nối đúng với cực âm nha. Rồi màu đỏ là cực dương nè, chúng ta kết nối với cực dương của ắc quy. Đấy, như thế là xong. Đó. Như thế thì cái inverter này nó đã tạo ra được một cái nguồn điện lưới. Ở đây là 220V. Bây giờ em sẽ dùng một cái đồng hồ để em đo cho mọi người xem. Đây là chiếc đồng hồ Saturn ABB mà em đã sử dụng rất là nhiều trong những cái video của em nè. Rồi em sẽ ghim vào cho chúng ta xem nha. Đây. Nó đang tạo ra một cái nguồn điện đây. 240V. Ở đây là chưa có tải nha. Và rất là ổn định luôn. Chúng ta thấy 239,6V. Đây nó rất là ổn định. Nếu chúng ta ghim tải vào thì cái vol này nó hạ xuống. Và trong cái khoảng thời gian từ 240V đổ lại thì không hại bất cứ cái thiết bị điện nào trong gia đình chúng ta nha. Chúng ta đừng có lo vấn đề đó. Với cái inverter này, mặc dù là nhà sản xuất ghi là ở trên cái thiết bị là 220V, tuy nhiên chúng ta chỉ sử dụng cái tải từ 70 đến 80W đổ lại thôi. Chứ là như chúng ta sạc laptop nè thì khoảng 40W. Chúng ta sạc laptop mà trong lúc chúng ta sử dụng thì tầm khoảng 40W. Còn nếu chúng ta sạc laptop mà không không sử dụng thì nó tầm khoảng 20W mà thôi. Rồi chúng ta sử dụng một những cái bóng đèn led nhỏ tầm 15-20W đổ lại. Rồi chúng ta sạc đây, chúng ta dùng những cái góc sạc để chúng ta sạc cho điện thoại, hoặc là thông qua những cái adapter để chúng ta cung cấp nguồn điện cho cái wifi. Khi cúp điện thì wifi cũng cúp theo, không có điện cho nên là wifi nó sẽ không hoạt động. Chính vậy là với cái bộ chuyển đổi điện nhỏ gọn từ 12 sang 220V này, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó nha. Chúng ta không có lo trong những ngày cúp điện mà các em nhỏ đang học online cúp điện rồi pin laptop hết nữa, vậy thì các em sẽ không thể nào học được. Chính vậy là với cái bộ nhỏ gọn này, chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng những cái ắc quy xe máy, hoặc là cái nguồn ắc quy to hơn, ắc quy to hơn từ 50A đổ lại, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thậm chí là cả ngày cho các em nhỏ học, cũng như là chúng ta giải quyết công việc và cho các thầy cô giáo là để dạy học sinh mà không phụ thuộc vào điện lưới quốc gia. Ở đây thì có cái cổng USB 5V. Tuy nhiên cái cổng này thì về lý thuyết là chúng ta có thể sạc điện thoại, tuy nhiên là chúng ta không nên dùng cách đó, bởi vì cái xung điện này nó sẽ không phù hợp với dòng điện thoại của chúng ta. Tốt nhất là chúng ta dẫn thông qua một cái adapter, chúng ta dùng điện 220 này, chúng ta sạc điện thoại chúng ta thì rất là an toàn. Sử dụng cho sạc điện thoại nào, sạc máy tính bảng, sạc laptop, rồi chúng ta sử dụng cho những cái quạt có công suất bé bé như thế này. Ví dụ đây là cái quạt 20W nè. Đây, em sẽ thử test cho chúng ta xem nè. Bây giờ chúng ta sẽ ghim vào cái nguồn điện này nha. Đấy. Quạt đã quay nè. Chúng ta thấy rất là êm luôn. Mặc dù là xin sóng vuông nha, xin sóng vuông nhưng mà trong quá trình hoạt động á, là cái quạt của chúng ta hoạt động rất là êm, không khác gì với so với là sóng xin chuẩn. Bởi vì chúng ta biết là những cái quạt có công suất nhỏ thì nó chạy rất là êm. Chúng ta không nên sử dụng những cái quạt có công suất lớn nha. Nếu chúng ta sử dụng những cái quạt công suất lớn thì chúng ta nên trang bị
những cái inverter lớn hơn, ví dụ đây là cũng inverter từ 12V là sang 220 này, nhưng mà 500W là chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cho tivi nè, quạt có công suất lớn, rồi thậm chí là nội cung điện luôn chúng ta vẫn sử dụng được. Tuy nhiên những cái dòng inverter bé xíu như thế này là chúng ta chủ yếu là dùng đề phòng những ngày cúp điện mà thôi, để chúng ta sạc laptop, là sạc điện thoại nè, cung cấp nguồn điện cho wifi, những bóng đèn, những cái quạt nhỏ. Tuy nhiên cái nguồn điện 5V này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để sử dụng cho cái quạt bé như thế này. Với cái quạt bé như thế này thì hoàn toàn có thể là phục vụ cho trong quá trình chúng ta ngồi học, ngồi giải quyết công việc thì nó cũng khá là đủ mát, còn đỡ hơn là chúng ta phải chịu cái nóng do cúp điện gây ra. Đây chúng ta đã ghim vào nguồn 12V nha. Nguồn 5V thì xin lỗi. Khi chúng ta ghim vào nguồn 5V thì đây. Cái quạt này nó đã hoạt động. Cũng rất là mát luôn. Đấy. Thì với cái sản phẩm hết sức là nhỏ gọn như thế này, nó chỉ tương đương với một bao thuốc lá thôi. Đây chúng ta thấy. Đây cái độ dài nó tương đương với bao thuốc lá thôi. Chiều ngang nó cũng vậy, cũng tương đương với bao thuốc lá. Tuy nhiên nó hơi dày hơn bao thuốc lá một tí. Rất là nhỏ gọn luôn. Chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái inverter này cho những cái bình ắc quy xe máy của chúng ta. Khi cúp điện chúng ta lấy cái bình ắc quy xe máy, hoặc là ở nhà chúng ta có những cái bình ắc quy xe máy khác thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó, hoặc là những cái bình 30-50A cũng được. Chúng ta nên sử dụng những cái ắc quy từ 50A đổ lại thôi. Và cái tải của chúng ta nên sử dụng là từ 60-70 hoặc là 80W đổ lại. Chúng ta không nên sử dụng những cái quạt lớn nha. Những cái quạt lớn mỗi khi mà nó hoạt động nó sẽ cần một cái lượng điện rất là lớn. Chính vì vậy là cái này nó không phù hợp. Thì cái sản phẩm này em đang trong giai đoạn em test thử, và em có lấy về một số cái. Đây chúng ta thấy là đang về dùng một số cái. Thì nếu mọi người có nhu cầu thì em sẽ để lại cho mọi người với cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Chúng ta có liên hệ với trực tiếp với số điện thoại và Zalo em để trên màn ảnh, em sẽ cung cấp cho chúng ta. Nếu trường hợp mà chúng ta đặt với số lượng nhiều và nhiều người đặt thì em sẽ giao hơi chậm một tí. Tuy nhiên là phục vụ cho cái công việc của chúng ta, giải quyết những công việc chúng ta có thể chúng ta làm online nè, chúng ta dạy học nè, hoặc là các em nhỏ học online, thì trong những ngày cúp điện thì sản phẩm nhỏ gọn này nó sẽ rất là hữu ích ha, nó rất là hữu ích. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên mua những cái dòng inverter lớn hơn như thế này thì xài nó cực kỳ chuẩn luôn. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta về điều kiện kinh tế eo hẹp thì chúng ta có thể sử dụng những cái inverter nhỏ gọn như thế này, hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta, dù cung cấp nguồn điện cho wifi, cung cấp nguồn điện cho những cái đèn nhỏ, quạt nhỏ, rồi cung cấp cái nguồn điện để chúng ta sạc cho laptop khi mà laptop chúng ta hết pin, máy tính bảng hết pin, hoặc là điện thoại chúng ta hết pin, thì cái này hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để màn ảnh nha. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.